Sau đó xin ra để các bác đam mê săn bẫy trên toàn quốc nhá. Hôm nay giới thiệu với bác một cái sản phẩm, đó là lá ngụy trang, lá để lụp lập lụp. Đây, hàng bao chất lượng, bao đẹp cho các bác luôn. Trước khi đi chi tiết về sản phẩm, em cũng xin nói qua về cách thức mua bán giao dịch. Khi các bác mua hàng này, được nhận hàng, kiểm tra hàng xong mới phải thanh toán nhá. Sau đây em sẽ đi chi tiết về cái sản phẩm lá dương xỉ nhựa, hàng cao cấp loại 1, chuyên để dành cho anh em mình lập lụp cuốc này, lụp mịch này, lụp gà này. Nói chung là anh em mình dùng để làm lập lụp nhá. Hàng bao chất lượng, bao đẹp cho các bác luôn. Đây, như trước mắt các bác nhìn thấy đây, đây là màu lá nhé, bao chất cho các bác luôn. Xương của nó toàn bộ có xương thép bên trong nhá các bác nhá. Toàn bộ đây là có một cái xương thép nên anh em mình có thể nắn đi nắn lại thoải mái này. Mình nắn theo chiều cong, chiều cung này, chiều cung của lụp này đều được này. Đấy, lá lúc nào nó ở luôn. Đấy, anh em nắn thẳng, nói chung là nắn theo chiều nào cũng được. Tại vì là trong một cái lụp thì thứ nhất có nắn theo cầu tử này, theo form lụp này, theo cái cánh cửa này. Đấy, anh em mình có thể đều nắn được hết. Lá thì gồm một cụm của nó gồm có 6 lá to này các bác này. 6 lá to nhá các bác nhá. Em xin nhắc lại là 6 lá to này. Lá to này của nó là chiều dài của nó từ đầu lá này đến cuối lá này là của nó là 43 cm, lá cực kỳ dài nhá các bác nhá. Đây các bác nhìn thấy đây, một cụm của nó gồm có 6 lá to này, 3 lá nhỡ này, đấy tổng là 9 lá nhá các bác nhá. Lá nhỡ này của nó thì là từ đầu này này đến đỉnh này này của nó là 34 cm. Hàng này em nói với các bác này, hàng này nó là hàng loại 1 của Trung Quốc, bao chất luôn, chứ không phải như cái lá vải mỏng tèo tèo đâu các bác. Hàng này bao chất, bao đẹp cho các bác luôn. Đấy, các bác nhìn thấy trên video, nhìn thấy trên hình ảnh thì các bác biết rồi. Hôm nay nhà em về số lượng là 50.000 lá. Đây, nhìn trước mắt các bác nhìn thấy đây, đây là em còn đang kiểm, còn chưa xong. Rất nhiều các bác, 50.000 lá cơ. Đấy, bác nào cần số lượng thì cứ inbox em hoặc alo trực tiếp em số điện thoại ở trên màn hình. Bác nào xem được video nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh của em nhé. Bác nào cần mua sản phẩm cứ alo trực tiếp em nhé. Lúc nào cũng sẵn sàng, hàng lúc nào cũng đầy đủ cho các bác luôn, nên các bác yên tâm. Xin chào toàn thể các bác nha. Hẹn các bác video lần sau.